Các bạn học sinh thân mến, ngày hôm nay cô cùng các bạn sẽ học chủ đề 1, chương trình sinh học 8. Bài tiết nước tiểu, làm sao để có hệ bài tiết khỏe mạnh? Phần 1 La Mã, mình sẽ tìm hiểu bài tiết nước tiểu. Mình sẽ tìm hiểu hai phần, phần thứ nhất là tạo thành nước tiểu, phần thứ hai là thải nước tiểu. Phần 1 La Mã, bài tiết nước tiểu, mình tìm hiểu tạo thành nước tiểu. Tụi con sẽ quan sát sơ đồ sau cho cô. Và sơ đồ này thì có trong sách giáo khoa. Sơ đồ quá trình tạo thành nước tiểu ở một đơn vị chức năng của thận. Như vậy các bạn quan sát cho cô thấy là sự tạo thành nước tiểu sẽ gồm 3 quá trình. Quá trình thứ nhất đó là quá trình lọc máu. Quá trình thứ hai đó là quá trình hấp thụ lại. Quá trình thứ ba là quá trình bài tiết tiếp. Vậy những quá trình này được diễn ra ở đâu? Quá trình lọc máu được diễn ra ở cầu thận. Và tại đây thì các protein lớn và các tế bào máu được giữ lại. Quá trình lọc máu sẽ tạo thành nước tiểu đầu. Còn trong quá trình hấp thụ lại thì tại đây sẽ ra ở ống thận và nó sẽ hấp thụ lại các chất dinh dưỡng cần thiết. Quá trình thứ ba đó là quá trình bài tiết tiếp. Quá trình này thì sẽ bài tiết các chất không cần thiết và các chất có hại ở ống thận và tạo ra nước tiểu chính thức. Và chính vì nó thải ra các chất không cần thiết cũng như các chất có hại thì nó giúp cho duy trì ổn định nồng độ các chất trong máu. Như vậy tóm lại sự tạo thành nước tiểu nó sẽ gồm có 3 quá trình nha, quá trình lọc máu, quá trình hấp thụ lại và quá trình bài tiết tiếp. Tụi con sẽ ghi bài ha. Sự tạo thành nước tiểu gồm 3 quá trình lọc máu ở cầu thận tạo ra nước tiểu đầu, quá trình hấp thụ lại những chất cần thiết ở ống thận và quá trình bài tiết tiếp các chất thừa, các chất thải ở ống thận tạo thành nước tiểu chính thức. Như vậy, thực chất của sự tạo thành nước tiểu là gì? Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì? Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là lọc máu, thải bỏ các chất cặn bã, các chất độc hại, các chất thừa ra khỏi cơ thể để duy trì sự ổn định môi trường trong. Mình vừa tìm hiểu xong phần 1 tạo thành nước tiểu. Như vậy sau khi nước tiểu được tạo thành rồi thì chúng thoát ra ngoài cơ thể như thế nào? Mình sẽ tìm hiểu phần 2 thải nước tiểu. Như vậy mình để mình ôn tập lại một chút xíu ha. Thì mình thấy ở đây là hai quả thận. Thận phải và thận trái. Tiếp theo của thận đó là gì? Ống dẫn nước tiểu. Ở đây là bóng đáy. Còn ở đây là ống đáy. Như vậy trên cái hình này của cô đang mô tả đường đi của nước tiểu chính thức. Như vậy em hãy mô tả đường đi của nước tiểu chính thức cho cô. Nước tiểu chính thức sau khi được tạo thành đổ vào bể thận và sau đó nó sẽ được đổ vào ống dẫn nước tiểu xuống tích trữ ở bóng đáy. Rồi sau đó sẽ được thải ra ngoài nhờ hoạt động của cơ vòng ống đáy, cơ bóng đáy và cơ bụng. Và chúng ta biết mỗi ngày các cầu thận của một người trưởng thành phải lọc 1.440 lít máu và tạo ra khoảng 170 lít nước tiểu. Nhờ quá trình hấp thụ lại mà sau đó chỉ khoảng 1,5 lít nước tiểu chính thức được dẫn xuống bể thận, rồi theo ống dẫn nước tiểu xuống bóng đáy.
Chỗ bóng đái thông với ống đái có hai cơ vòng bịt chặt, cơ nằm ngoài là cơ vân hoạt động theo ý muốn. Lượng nước tiểu trong bóng đái lên tới khoảng 200 ml thì sẽ căng bóng đái và tăng áp suất cho bóng đái cảm giác buồn đi tiểu xuất hiện. Nếu cơ vòng mở ra, có sự phối hợp của cơ bóng đái và cơ bụng, nước tiểu sẽ được thoát ra ngoài. Cô cùng các bạn ghi bài nhé. Nước tiểu chính thức sẽ được đổ vào bể thận, sau đó qua ống dẫn nước tiểu xuống tích trữ ở bóng đái, rồi được thải ra ngoài nhờ hoạt động của cơ vòng ống đái, cơ bóng đái và cơ bụng. Như vậy mình vừa tìm hiểu xong bài tiết nước tiểu. Làm thế nào để có được một hệ bài tiết khỏe mạnh? Mình sẽ tìm hiểu sang phần 2 La Mã. Trong phần 2 La Mã này thì cô cùng các em sẽ tìm hiểu hai phần. Phần thứ nhất đó là một số tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu. Phần thứ hai là cần xây dựng các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, tránh các tác nhân có hại. Chúng ta cùng đi tìm hiểu phần 1 nhỏ. Ảnh chụp một số loài vi khuẩn gây viêm tai mũi họng. Các vi khuẩn gây viêm các cơ quan tai mũi họng rồi sẽ gián tiếp gây ra viêm cầu thận, ảnh hưởng tới hệ bài tiết. Đây là hình ảnh là các rau sẽ được phun thuốc trừ sâu hoặc một số loại thuốc kích thích sinh trưởng rau củ có quả, củ quả có chứa các độc tố. Thì khi mà mình ăn những thức ăn mà có chứa các đó chất độc thì các cái chất độc này nó sẽ đầu độc cái các tế bào ống thận hoặc đầu độc thận của chúng ta bị tổn thương. Một số loại vi khuẩn gây độc trong thức ăn hoặc là những thức ăn của chúng ta bị ôi, thiêu, vân vân thì chúng ta cũng không nên ăn nữa, bởi vì lúc này nó tồn tại các cái chất độc tố, vi khuẩn rồi hoặc là những một số các thực phẩm mà nó có chứa độc sẵn thì mình cũng không nên ăn, nhất là những cái thực phẩm lạ thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới cơ thể, cũng gây như ảnh hưởng tới hệ bài tiết. Và chúng ta phải có một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Vì sao? Nếu chúng ta ăn quá mặn hoặc quá chua hoặc ăn những chất mà sẽ gây, ví dụ như là tụi con thường người ta khuyên là không nên uống nước cam vào buổi tối nè, không nên uống C vào buổi tối, thì những chất như vậy nó sẽ làm cho bị sỏi thận nên rất là ảnh hưởng tới hệ bài tiết của chúng ta. Nó sẽ làm cho hệ bài tiết của chúng ta bị sỏi thận, rồi bị bí tiểu, vân vân. Như vậy, một số các tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết đầu tiên mình sẽ kể đến đó là các vi khuẩn gây bệnh. Thứ hai nữa là các chất độc tồn tại trong thức ăn. Thứ ba nữa là khẩu phần ăn không hợp lý, giống như hồi nãy cô nói là ăn quá mặn hoặc quá chua vân vân. Các bạn ghi bài nhé. Các nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu: các vi khuẩn gây bệnh, các chất độc trong thức ăn, các khẩu phần ăn không hợp lý. Như vậy, làm sao để có một hệ bài tiết khỏe mạnh? Chúng ta sẽ đi xem phần số 2. Cần xây dựng các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, tránh các tác nhân có hại. Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, tránh các tác nhân có hại, chúng ta cần xây dựng những thói quen khoa học như thế nào? Bây giờ tụi con sẽ quan sát vào bảng 40 sách giáo khoa trang 130. Và tụi con có thể ghi chú vô trong sách luôn giùm cô nhé. Ở đây cái bảng là mình sẽ có các thói quen sống khoa học 1, 2, 3.
Và bên cạnh thì con sẽ điền cái cơ sở khoa học của những cái thói quen này là gì. Thứ nhất, thường xuyên giữ gìn vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu. Như vậy, tụi con tắm rửa sạch sẽ hàng ngày, rồi làm vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh thì cái việc làm đó của mình nó sẽ có cơ sở khoa học là gì? Hạn chế được các vi khuẩn có hại, làm sạch cơ thể của chúng ta. Thì ví dụ như cơ thể của chúng ta sạch rồi thì đương nhiên là không có vi khuẩn, như vậy vi khuẩn không thể xâm nhập được vào hệ bài tiết nước tiểu. Phần 2, khẩu phần ăn uống hợp lý. Thì chúng ta không nên ăn quá nhiều protein, quá mặn, quá chua hoặc quá nhiều chất tạo sỏi. Mình phải có chế độ ăn hợp lý. Thì cái việc này giúp cho thận làm việc một cách hiệu quả. Nó không bị làm việc quá sức nếu tụi con ăn mặn nhiều quá. Thì cái thận nó buộc phải lọc và làm việc quá sức. Như vậy thì mà làm việc quá sức thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái hoạt động của thận. Thận sẽ bị yếu. Không ăn những thức ăn ôi thiêu và nhiễm chất độc. Ví dụ như thức ăn mình bỏ tủ lạnh nè, thức ăn qua ngày nè. Hoặc là những thức ăn mà lạ mình cũng không nên ăn, bởi vì thức ăn lạ thì nhiều khi nó những con cá lạ hoặc những loài sinh vật lạ vân vân thì mình đâu có biết nó có độc hay không. Mình phải tìm hiểu kỹ. Những thức ăn mà đã bị hư rồi, không bảo quản kỹ thì con không đậy kỹ cũng cũng không ăn, bởi lúc này nó sẽ có nhiều vi khuẩn sinh sôi hoặc là nấm mốc phát triển trong đó mà mình không biết. Khi mình ăn vào thì nó ảnh hưởng tới cơ thể của mình cũng như ảnh hưởng tới hệ bài tiết. Và việc thứ ba đó là mình uống nước đầy đủ. Khi mình uống nước đầy đủ thì thận nó sẽ mình uống nước đầy đủ thì quá trình giúp đỡ cho cái quá trình lọc thận được diễn ra một cách dễ dàng, lọc máu được diễn ra một cách dễ dàng hơn. Chúng ta nên có một cái bảng tháp dinh dưỡng để cân đối chế độ dinh dưỡng. Mình cần ăn những cái gì, ăn bao nhiêu và ăn đầy đủ những nhóm chất ra sao. Thì ở đây là một cái tháp dinh dưỡng dành cho một người trong vòng 1 tháng. Đối với muối thì mình sẽ ăn dưới 300 gram, đối với đường thì dưới 500 gram, dầu mỡ thì 600 gram, thức ăn từ thịt và đậu thì vừa phải. Ở đây mình có số liệu rồi ha, các bạn tự theo dõi. Các bạn nên in cái này để vô góc học tập mình lưu ý ăn. Khi muốn đi tiểu thì nên đi tiểu ngay, không nên nhịn tiểu lâu. Tại sao lại như vậy? Tại vì khi mình đi tiểu thì sẽ giúp cho quá trình tạo thành nước tiểu nó sẽ được diễn ra liên tục. Ví dụ như mình nhịn thì quá trình nước tiểu nó sẽ bị ngừng trệ lâu quá sẽ tạo thành sỏi thận. Hoặc là thận làm việc quá sức vân vân thì như vậy ảnh hưởng tới hệ bài tiết nước tiểu. Và có những cái vụ mà tai nạn rất là thương tâm, cô ấy ví dụ như là do mình di chuyển trên đường xa thì cái người này không có đi vệ sinh được, nhưng mà khi mà do là tai nạn đụng tới thì va chạm nhẹ thì lúc này nước tiểu tích trữ trong bóng đáy nhiều quá thì nó làm vỡ bóng đáy thì dẫn đến người này bị tử vong, thì cái điều đó cũng không ai muốn. Như vậy các bạn sẽ điền vào bảng cho cô ha. Bây giờ cô sẽ điền lại bảng cho các bạn ghi vào trong tập. Thường xuyên giữ gìn vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu, hạn chế tác hại của vi sinh vật gây bệnh. Không ăn quá nhiều protein, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi để thận không làm việc quá sức, hạn chế khả năng tạo sỏi.
không ăn thức ăn ôi thiêu và nhiễm chất độc hại, hạn chế tác hại của các chất độc, uống đủ nước để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lọc máu. Nếu muốn đi tiểu thì nên đi tiểu nhanh ngay, không nên nhịn lâu, thì để quá trình tạo nước tiểu liên tục và hạn chế khả năng tạo sỏi. Các bạn ghi bài nhé. Như vậy, trong các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, em đã có những thói quen nào và chưa có những thói quen nào? Đa số là cô thấy là cái thói quen số 1 và số 3 thì các bạn làm được. Nhưng mà cái khẩu phần ăn uống hợp lý là hầu như chúng ta không có làm được. Mình thích ăn đồ chua nè, ví dụ như bánh tráng trộn cay thật là cay nè, đồ chua. Rồi mình thích có một số bạn thích ăn mặn chẳng hạn. Đó, hoặc một số người thích ăn mắm cá là rất là mặn. Ăn nước mắm nhiều. Như vậy, hoặc là mình ăn quá nhiều chất đạm chưa phù hợp. Cho nên mình cần lưu ý. Em có biết hai quả thận kỳ diệu, mỗi quả thận bao gồm 1 triệu đơn vị lọc máu gọi là nephron. Thận có thể thanh lọc được 120 đến 150 lít máu mỗi ngày và tạo ra khoảng 2 lít nước tiểu. Ở đây là cái người cho thận bình thường và người nhận thận bị hỏng, thì người ta sẽ cắt một quả thận của người cho đem qua người thận bị hỏng để lắp, để ghép. Và khi cái ghép thận như vậy thì nó không phải tùy thuộc vào cái mức độ tương thích của cái người mà được cho thận, cái người được ghép. Mổ thận ghép nè, tán sỏi qua da, bị sỏi thận thì người ta sẽ tán sỏi. Mổ thận bằng phương pháp nội soi thì nó sẽ hạn chế được vết thương hở và mau lành hơn, cũng như hạn chế được nhiều rủi ro. Mổ sỏi thận. Như vậy cô có một cái bài tập tình huống. Tường năm nay học lớp 8, dạo này ban đêm Tường hay đi tiểu nhiều lần mà trời lại khá lạnh. Bạn băn khoăn không dám nói với bố mẹ, may có Minh ở bên cạnh là bạn. Em liền tâm sự được Minh mất một mẹ nhỏ, đó là nhịn uống nước và nhịn đi tiểu. Theo em, cách Minh nói như vậy có đúng hay không? Tại sao? Đương nhiên là cách bạn Minh nói như vậy là không đúng rồi. Trời lạnh quá thì đương nhiên là quá trình bài tiết nước tiểu có thể diễn ra nhanh hơn và thường là mình buồn đi tiểu nhiều. Tuy nhiên nếu mà số lần đi tiểu quá nhiều thì hoặc là nó khác với so với bình thường hàng ngày nhiều lần, hoặc có dấu hiệu khác nữa thì mình nên đi thăm khám bác sĩ. Nếu mình nhịn uống nước là nhịn tiểu là thứ nhất là quá trình tạo thành nước tiểu không được diễn ra liên tục. Thứ hai nữa là nó sẽ bị tích trữ và tạo nên là sỏi thận. Thứ ba là thận làm việc quá sức ảnh hưởng tới hệ bài tiết. Đây cô có các câu hỏi để đưa cho các bạn về nhà trả lời. Câu hỏi số 2, vì sao trẻ em thì đái dầm còn người già thì khó điều khiển phản xạ đi tiểu? Câu hỏi số 3, quá trình tạo thành nước tiểu gồm các giai đoạn nào? Câu hỏi số 4, sự thải nước tiểu xảy ra như thế nào? Câu hỏi số 5, lập kế hoạch hình thành thói quen sống khoa học nếu em chưa có. Vậy những câu hỏi này các bạn về nhà chuẩn bị có thể trả lời. Ngoài ra cô có thể chuẩn bị một cái phần câu hỏi trắc nghiệm để cho các bạn ôn bài.
Rồi như vậy phần bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em học bài thật tốt.